cái máy này á là bắt á, ví dụ như mình lấy cái nước đây à, mình cái máy giặt á, ví dụ như bắt ở ngoài á, cái máy giặt á chìm ba ngã dày, mình chia lên đi vô đây không, ra đây qua van. Van là sao, là cái máy này cứ mở nước lên, mở nước lên là máy nó chạy ha. Còn cái van này mình có thể điều chỉnh được lớn nhỏ, ví dụ nước mà nó lớn quá thì mình vặn nó nhỏ lại phải không, tại vì máy này nước yếu không chạy, mà nước mạnh quá không chạy, thì cái lít ở đây mình có thể mình điều chỉnh, ví dụ như khoảng 2 lít là được. Cái này tốc độ đang chạy là 1 lít tư một phút không? Đó, nếu mà muốn bắt cái cái lược này xuống dưới gầm này phải không, thì đây là cái ngã ba thì người ta chia nước ở dưới phải không, khoan một lỗ ở đây, ví dụ một lỗ ở chỗ labo, ví dụ labo bên trong đây mình khoan lỗ thì mình bắt cái miếng này xuyên qua labo không, xuyên labo thì mình bắt cái van ở đây, mình bắt cái van ở đây đây á, để là mình đứng đây mình điều chỉnh này, mình điều chỉnh thì nước á, là nó sẽ dồ từ đây, nó dồ qua đây rồi đi qua đây vô máy, thì mình cứ điều chỉnh được cái này ha. Mình điều chỉnh cái van để bắt ở trong chỗ này ha. Đó, thì thợ ngoài Bắc á, là thợ giỏi lắm nên là đâm ra nó dễ làm, nhưng mà kiểu gì á thì cái máy này nó cũng phải nằm ở chỗ labo, tại vì luôn luôn khi mình mở ra nước nó chảy và nước thải bỏ thì nó phải chảy trong chỗ bồn rửa chén không. Thì là bắt đầu cái máy này á, bắt đầu mình bật lên, ví dụ bây giờ đó mình thử á, mình lấy nước axit để rửa mặt, cái thứ nào mà nó cứ lên đèn đỏ đó kêu chít chít á là mình uống không được, mà chỉ đợi rửa dùng cái khác thôi chứ không để uống, không được uống. Bây giờ mình bật thử ra, lấy axit này, là axit á, cái đường da của axit á thì nó sẽ là bây giờ mạnh, tại vì độ cân bằng mà cứ bên đây ra cái này bên kia ra ngược lại đó. Rồi bây giờ axit, rồi trung tính là cái nước màu xanh là để uống thuốc cho em bé uống sữa. Thì cái nước này á, là máy không làm gì, chỉ lọc thôi, bản cực không có làm việc ha. Để mình coi, mà cái thứ này á, là phải nước phun tên mới chạy nha, chứ nước giếng bậy bạ, mấy cái nước bậy bạ không chạy nha. Nước mà qua cái lọc RO đó mà nó diệt hết vi lượng á, máy không chạy luôn. Phải có vi lượng, nước nó phải có vi lượng, mà nước mà tinh khiết H2O không á, uống thời gian sau người xanh lè, tại vì người mình không còn vi lượng nữa, đi dung giật nữa. Nước nó phải có magie kèm rồi này kia. Đây là nước 800 năm là uống bắt đầu, nước này 800 năm uống bắt đầu. Rồi cái nước này á, là 9 chấm uống một tuần sau uống cái này. Đâu, chứ cái nào màu xanh á lên là uống được, mà khi mình bật máy lên mà nó kêu một cái chít một cái á là lúc đó mình mới bắt đầu lấy nước, còn chưa kêu chưa lấy. Đây, nó chớp rồi là chưa được, chừng nào đứng lại á là được, đó chít chít là được ha. Đúng ra là nói tiếng tàu, mà nó nói tiếng tàu mình không hiểu, vì thế nó chỉ cần chít thôi. Đây mình lấy giấy quỳ thử, thử nước. Đó. Rồi bây giờ mình lấy nước bây giờ cao nhất là nước 2 tuần sau uống, hoặc là để nấu cơm, nấu canh nữa. Giờ mình thử ra cái nước này axit lúc nãy lấy này. Để nó ra màu axit ha. Đó, màu đó màu axit. Để cái khi nào bà đưa bảng. Cái màu này á là nó ra dày là khoảng 10.5. Cái này là trung tính này.
trung tính là máy không làm gì. Cái này là 8 chấm này. Máy này da đẹp. Máy này mạnh. Này 9.5. Đó. À 9 chấm chứ. Này 9.5. Đó, nước màu khác nhau. Để một hồi nữa nó ra sậm nữa. Thì đây. Thì cái máy mình tắt xuống ha. Mình tắt xuống phải có cái van dậy á, tức là mình phải làm cái máy như sao và có cái van để cho mình tiện mình vặn, chứ không phải là mỗi lần vặn phải mở để cái lược ở dưới, mỗi lần vặn phải mở cái cửa ra thọt tay ở dưới là không được, tăng xong. Bây giờ mình đóng lại, tự động điện nó sẽ tắt máy, máy không chạy nữa, thấy không? Mà cái máy này là của nội địa thì điện nó 100V, cắm 220 lên được. Đây. Vặn lên. Đó, tự động nó sẽ chạy. Đó, mình thích thì điều chỉnh. Số 1 là uống là 8.5 uống ban đầu, một tuần sau uống 9 chấm, một tuần nữa là uống 9.5. Nhưng mà tùy cơ thể mình. Ví dụ cơ thể mình á, là tùy người, người nào chịu ở cái mức pH bao nhiêu thì uống bao nhiêu, chứ không phải ai cũng uống 9.5. Cái người nào mà gút nhiều á, mồ hôi mà chua lè như giấm á, thì uống bây giờ cao. Còn cái người nào mồ hôi mà thơm á, thì uống 8.5 là vừa. Đó, tắt đi là tắt này, bật lên nó chạy. Đó, máy chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi, xong.